Trước khi bước vào lượt trận cuối cùng tại vòng loại Futsal châu Á 2023, đội tuyển Futsal Việt Nam vẫn đang dẫn đầu ở bảng D nhờ hơn Hàn Quốc ở chỉ số phụ. Do vậy, chỉ cần một kết quả hòa trong cuộc đối đầu trực tiếp với đối thủ này là đủ để thầy trò huấn luyện viên Diego Justozzi bảo toàn được ngôi nhất bảng. Tuy nhiên, ở sân chơi Futsal, đội tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn so với Hàn Quốc. Ở lần gặp nhau gần đây nhất tại giải vô địch Futsal châu Á 2022, đội tuyển Futsal Việt Nam đã đánh bại đội tuyển Futsal Hàn Quốc với tỷ số đậm 5-1. Vì vậy, không có lý do gì đội tuyển Futsal Việt Nam lại hướng đến một kết quả hòa. Đội tuyển Futsal Việt Nam thắng đậm cả 5 trận đấu ở vòng loại châu Á bảng D. Thực tế những diễn biến trên sân đã cho thấy sự áp đảo của đội tuyển Việt Nam trước đội Futsal xứ Kim Chi. Các học trò của huấn luyện viên Justozzi dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, trong khi đó Hàn Quốc đá với đội hình khá thấp. Lối chơi, kỹ thuật và khả năng tấn công đa dạng của tuyển Futsal Việt Nam đã gây ra rất nhiều khó khăn cho đối phương. Dù vậy, tuyển Futsal Việt Nam cũng phải mất 14 phút để tìm kiếm bàn mở tỷ số. Nhận bóng từ cánh phải, Dương Ngọc Linh và tung ra cú đá một chạm đẹp mắt không cho thủ môn Hàn Quốc cơ hội cản phá. Bàn mở tỷ số giúp tuyển Futsal Việt Nam chơi thêm hưng phấn. Chỉ khoảng 2 phút sau, cách biệt được nhân đôi cho Việt Nam với pha dứt điểm như trái phá của Gia Hưng đưa bóng găm thẳng vào lưới đội bạn. Sang hiệp 2, Hàn Quốc ghi bàn rút ngắn cách biệt, nhưng điều đó cũng không giúp họ thay đổi được cục diện. Ngay sau đó, các học trò của huấn luyện viên Justozzi đã liên tiếp ghi thêm những bàn thắng theo phong cách tấn công đa dạng. Lần lượt Dương Ngọc Linh, Đinh Công Viên và Nguyễn Minh Chí điền tên lên bảng điện tử để nâng tỷ số lên 5-1 cho đội tuyển Futsal Việt Nam.